chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mến chào các bạn. Các bạn ơi, ở trên tay mình cái chỗ này là cái rổ lá mơ này nè. Các bạn thấy này, những cái lá nó rất là non này các bạn. Cái loại lá mơ này là người ta gọi là lá mơ lông đó các bạn. Bên cái mặt này thì nó màu xanh, còn bên này là nó màu tím tím này các bạn. Vì mới có một vài trận mưa đầu mùa cho nên là cái lá mơ này nó rất là tươi luôn này các bạn. Sáng nay mình mới hái được một nắm lá này. Bữa nay mình sẽ làm cái món là lá mơ lông chiên với trứng gà. Thì cái món ăn này á, là nó vừa là món ăn mà nó cũng là một vị thuốc á các bạn. Khi nào mà mình bị đầy bụng á các bạn, mình làm cái món này ăn rất là tốt này nha. Bây giờ đầu tiên là cái lá mơ này là mình đã rửa sạch sẽ rồi này các bạn. Rồi mình cho vô, rồi mình xếp vô cho nó thẳng thẳng ra như vậy này các bạn. Và mình sẽ cắt nó nhỏ ra ha. Thì để mình giới thiệu cái nguyên liệu mà để làm cái món này á, là chỗ này là mình hái chỗ này là khoảng cỡ 100 lá mơ này các bạn. Và mình sẽ làm với 6 quả trứng ha. Và đây là trứng gà này, mà trứng gà ta này các bạn nha. Và đây là có một ít bột nêm. Thì đầu tiên là mình xếp những cái lá mơ mình thấy cho nó thẳng thẳng như vậy này các bạn. Bây giờ mình sẽ sắc cho nó mỏng ha. Bây giờ đầu tiên là mình cắt bớt cái chỗ đầu này đi này, cho nó thẳng thẳng này. Rồi mình cho nó vô để mình cắt nó nhỏ, nó nhuyễn ra luôn ha các bạn nha. Mình cắt nó càng nhuyễn thì mình làm nó mịn mà nó dễ làm thì các bạn ha. Cắt thịt nhuyễn ra vậy này các bạn. Có một số người thì người ta cắt nhỏ lại nữa, nhưng mà mình chỉ cắt một lần như vậy thôi, mịn mịn như vậy thôi này các bạn. Và mình cứ vậy mình cắt cho nó hết cái chỗ lá mơ này nha các bạn ha. Sau khi mà mình đã cắt cái sắt cái lá mơ của mình ra hết rồi này các bạn, thì mình chia cái chỗ này ra làm hai tô ha các bạn nha. Vì 6 quả trứng này là mình sẽ đúc làm hai lần nha các bạn. Bây giờ đầu tiên đó là mình lấy 3 quả trứng này mình đập ra ha. Và mình cho vô một tô này các bạn. Rồi. Mình cho vô đây khoảng cỡ một muỗng bột nêm nha. Và mình dùng đũa này để mình đảo đều đi nha. Mình sẽ đảo đều đi như vậy để cho cái trứng này nó đều với lá mơ nha các bạn ha. Sau khi mà mình đã đảo trứng và lá mơ đều rồi này các bạn, thì mình sẽ cho bắt cái chảo lên bếp này các bạn. Mình cho dầu, mình không cần phải cho dầu nhiều ha các bạn nha. Mình cho vậy nó hơi nhiều rồi nè, mình gạt ra bớt xíu nè. Mình chỉ cần cho cái chỗ dầu á, mà cho nó tráng ở cái mặt chảo này xíu thôi các bạn ha. Và nó đã nóng rồi á, thì mình cho cái trứng lên nè các bạn này. Mình dùng cái muỗng á, để mình sàn nó ra ha. Mình cho lửa nhỏ thôi nha. Đè nó ra cho nó mỏng mỏng các bạn nha.
nó dày, nó khó chín á, mình làm nó mỏng mỏng thôi. Dàn cái lá mơ cho nó ra ở ha, ở chung quanh cái chỗ trứng này các bạn. Và mình cứ để như vậy cho nó chín được một mặt nha các bạn ha. Sau khi đã được một mặt rồi nha các bạn ha, mình sẽ trở qua mặt này nè các bạn. Và mình cũng dùng cái sạn này đi nha, mình ấn nó xuống để cho nó chín đều nha các bạn, nó còn nước ở bên trong lá mơ các bạn nha. Nhớ để lửa rất là nhỏ. Sau khi mà mình đã chiên và mình chở cả hai mặt đó, các bạn thấy không nè, nó đã vàng đều và nó đã hút nước, nó khô rồi nè, thì mình múc nó ra ngoài cái dĩa ha. Và bây giờ mình lấy cái chỗ dầu ăn mà khi nãy mình đổ ra, mình cho vô để tiếp tục mình làm thêm lần nữa các bạn ha. Mình cũng lá cho nó đều rồi nè, để cho nó đều với dầu ăn nha. Mình sẽ cho cái chỗ mà lá mơ còn lại mình cũng đảo đều với lại ba cái trứng còn lại nha các bạn. Mình làm tiếp cái thứ hai ha. Mình dàn nó ra nè. Cái đầu là mình dàn nó ra cho nó đều đấy nha. Mình sẽ lấy cái muỗng này mình ép nó xuống các bạn. Cách đây khoảng một năm á, là mình có làm một cái clip mà mình làm cái bánh lá mơ, nhưng mà kỳ đó là mình nướng với lại cái lá chuối các bạn nha. Còn nếu mà mình không có nướng bằng lá chuối thì mình chiên cái kiểu này là mình cho thêm một xíu dầu ăn thôi, mình cho nó vào trong cái chảo không dính á. Như vậy là mình làm như vậy rồi mình cứ để lửa nhỏ nhỏ thôi này các bạn, thấy không, lửa mình để rất là nhỏ để cho nó chín từ từ á các bạn. Rồi nó được một mặt là mình cũng trở qua mặt kia và mình cũng để chiên để cho nó vàng đều như là cái bên này nè các bạn nha. Cái bánh lần thứ hai mình còn đang là để trên bếp này các bạn, mình để mình cho nó rặt cái nước lại ha. Thì ở bên này này các bạn, cái bánh mà mình đã làm ra rồi nè, mình dùng kéo á để mình cắt nó thành những cái miếng nhỏ nhỏ vừa vừa để mình ăn cho nó dễ này các bạn ha. Thì các bạn thấy không này, cái bên trong nó khi mà nó chín nó có cái màu trắng này các bạn này. Mình quay lại mình cắt lại cái bên phía này cho nó nhỏ lại luôn ha. Mình cắt lại thành những cái miếng vừa vừa ăn thôi. Và ở bên cái bếp của mình như vậy là cái bánh này nó cũng đã chín rồi nè các bạn. Mình tắt bếp luôn ha. Khi cái lần thứ hai mà mình đúc là nó đã hơi nguội nguội rồi nè các bạn. Mình cũng dùng kéo để mình cắt nhỏ ra luôn ha. Đây,
các bạn thấy không? Với khoảng cỡ một nắm lá, lá mơ khoảng cỡ 100 lá này, và 6 quả trứng gà cũng như một ít công của mình là mình đã có được một đĩa trứng gà đúc với lá mơ. Mình cái này mình có thể mình ăn chung với cơm, còn không mình ăn nể cũng được, mình ăn không á các bạn, mình sẽ chấm với lại một chén xì dầu thiệt là cay, rất là ngon đó các bạn. Cái món này nó không những là món ăn mà còn là cái vị thuốc để chữa bệnh, nhất là bệnh bị đầy bụng á các bạn. Mến chào các bạn nha.